À, thằng bé dựng con keo này hay lắm. Ok. Ui, bắn xa thế. Thề luôn anh em ơi, xác nát rồi. Ui, phải, phải. Gì vậy, nhiều lựu vậy. Chạy luôn anh em ơi, thằng bé này nhiều lựu vậy ai chơi. Khổ lắm cơ. Đây có mỗi quả lựu chó này, cho chú ăn luôn này. Vãi, lại lựu luôn. Ui, sợ vậy. Còn tí máu thế bạn ơi, khổ lắm. Gì đấy, nào qua đây solo với kẹo đi. Nào, cái này là mình hơi vướng cái thành cầu anh em ấy, thôi xong bo thu lại rồi. Chết rồi anh em ấy, bo ra chỗ nó, bo không độ rồi. Hello, chào anh em. Hôm nay thì Kẹo giới thiệu cho anh em một cái trình giả lập chơi Free Fire cực kỳ là ngon. Nó sẽ có hai phiên bản 3.0 và phiên bản 4.0 nha mọi người, tương đương với Android 5.1 và Android 7.1. Tải bản mới nhất luôn cho nó gấu. Thì các bạn nhấn vào cài đặt luôn cho mình nhá. Link tải thì mình để bên dưới phần mô tả của video nha. Ok. Thì đây, các bạn chấp nhận điều khoản của cái giả lập nha. Ok nè. Thì lúc này máy tính của anh em sẽ tải và cài đặt cái trình giả lập LD Player. Thì nhanh hay chậm là phụ thuộc vào mạng và cấu hình máy tính của các bạn nhé. Khởi động ứng dụng luôn này anh em. Ok. Thì đây nó sẽ là cái giao diện chính của ứng dụng. Các bạn chờ đợi một xíu để cái trình giả lập LD Player thì nó khởi động nha anh em. Sau khi mà trình giả lập LD Player của chúng ta đã khởi động thành công, thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục System App đây. Ok, CH Play. Lúc này thì anh em cần đăng nhập vào CH Play nha. Đây mọi người. Thì sau khi mà anh em đăng nhập xong thì các bạn sẽ thấy là Garena Free Fire. Các bạn tìm kiếm cái trò chơi này và anh em cài đặt như cài đặt ở trên điện thoại mà thôi, nó cực kỳ đơn giản. Lúc này thì máy tính của các bạn sẽ download game Free Fire về. Đây anh em chờ đợi một xíu thôi. Rồi nha, đang cài đặt rồi và mở trò chơi ra. Đó, thì load game nó rất là nhanh luôn. Các bạn sẽ cần đăng nhập tài khoản để chơi thì mình đăng nhập bằng Facebook nè. Tiếp tục luôn. Ok. Và đây, hiện tại thì đang load vào game rồi mọi người. Để chơi game cho mượt thì anh em vào cài đặt và bật FPS cao cho mình luôn nha. Ok, thì nó cực kỳ là đơn giản đúng không nào. Và rồi, lúc này thì mình sẽ chỉnh cho anh em setting nút thế nào nha. Các bạn nhấn vào bàn phím này, nó sẽ hiển thị toàn bộ những cái phím bấm cho anh em. Các bạn di chuyển những cái phím, hoặc là anh em có thể là đặt phím tùy chỉnh tùy theo sở thích của các bạn nha. Làm sao cho nó ok thì anh em chơi game nó sẽ dễ dàng hơn. Ở đây thì mình sẽ chỉnh lại một xíu đây. Lăn chuột lên này, rồi nhá, lăn chuột xuống này. Ok là đổi súng đó mọi người. Và cái H và G thì mình sẽ để đây để loot đồ nha. Control thì đây, mọi người chờ kẹo xíu. Sẽ kéo nó ra đây một xíu này mọi người này, đây. Kéo này. Độ nhạy thì mình sẽ giảm xuống 1, bởi vì là con chuột máy tính của mình nó khá là nhạy. Rồi nha, thế này là ổn rồi. Và đây thì anh em có thể là tắt cái hiện thao tác gợi ý, và các bạn tắt là hiện khi ứng dụng bắt đầu chạy luôn nha mọi người, thì nó sẽ không hiển thị những cái phím khi mà các bạn vào game. Được rồi, anh em thấy không ạ? Tức là bây giờ thì nó không hiển thị những cái nút đấy mà anh em sẽ thao tác trực tiếp trên bàn phím máy tính luôn. Đó anh em thấy không ạ? Không hề hiển thị bất cứ một cái phím nào luôn, như kiểu là anh em chơi game trên điện thoại bình thường vậy, đúng không anh em? Và đây, mình vừa bật hiện chuột thì các bạn sẽ nhấn Ctrl là để ẩn hoặc là hiện chuột này. Rồi nha mọi người, còn ẩn hiện bàn phím gợi ý thì các bạn sẽ nhấn vào F12 cho mình nhé. Đó thì nếu như mà anh em chưa quen nút thì các bạn ấn F12 để hiện gợi ý nha. Rồi nha mọi người, lúc này thì anh em chơi game như bình thường thôi. Mình ẩn bàn phím và ẩn luôn chuột rồi. Đó, như kiểu là anh em cầm điện thoại chơi game luôn, không khác gì cả. Và phải nói là chơi game trên cái trình giả lập LD Player nó rất là mượt. Rồi nhá, đến với trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ chơi thử trên trình giả lập LD Player. Các bạn thấy không ạ? Đồ họa game thì khá là đẹp. Ở đây thì mình chưa bật cái mức đổ bóng, với lại thì thêm cái ánh sáng cao. Còn nếu mà bật full nữa thì phải nói là đồ họa cực khủng. Đơn giản thì bật hai cái đó nó cũng chẳng có tác dụng gì mấy, nên là kẹo không bật. Anh em có thể là bật cấu hình cao nhất được luôn nha. Và chơi game với FPS cao nên là nó sẽ khá là mượt. Đó, anh em thấy không ạ? Ngay cả một cái người chơi mà phải nói là rất là ít khi mình chơi game Free Fire trên máy tính, và hầu như là không chơi anh em, thì cơ bản là anh em hỏi nhiều quá,
Thế nên là mình mới hướng dẫn anh em cái cách để cho anh em chơi game Free Fire trên máy tính. Các bạn truy cập vào vn.ldplayer.net nha. Anh em tải trình giả lập và cài đặt. Như cái lúc đầu video thì Kẹo đã hướng dẫn anh em rồi. Đó, nó khá là dễ đối với tất cả mọi người luôn. Và hiệu suất của cái giả lập này chơi nó khá là sướng luôn anh em ơi. Nói thật thì cái cảm nhận của mình là nó chơi game không khác gì mobile cả. Nhưng mà anh em sẽ có được một cái màn hình lớn, các bạn quan sát địch dễ hơn. Và tất nhiên là kéo tâm hoặc là anh em canh sọ kẻ địch nó cũng ok hơn rất là nhiều. Rồi nha. Đây, mình đang canh cái thằng ở ngay căn nhà ba gian kia. Nói chung là chơi game thì từ từ thôi anh em ơi. Đó, và anh em thấy không ạ? Kẹo dùng giả lập thì di chuyển nó vô cùng là linh hoạt luôn. Đó là ưu điểm của giả lập LD Player nhá. Ơ vãi, một đứa ngay bên kia. Căng phết anh em nhở, đừng đùa nhở. Đây anh em chờ Kẹo tí. Rồi nha, tôi sẽ qua đây. Làm gì nhau? À, thằng bé lại xuống dưới cả. Thế này ai chơi? Ui, ai lại chơi trò như thế? Ui, thế bây giờ làm sao? Solo các bạn ơi. À, thế rồi. Thằng bé nó vừa lên tầng nha mọi người ơi. Nãy thì đang ở dưới mà đã vội lên tầng rồi. Đây mình đang có sẵn hai trái băng keo này. Tạm ổn thôi. Hôm nay thì anh em thấy không ạ? Kẹo mặc cái bộ trang phục khủng long nó hết sức là dễ thương. Hôm nay thì mình thích mình mới mặc thôi. Bình thường mình toàn mặc mấy cái bộ trang phục nó gọn xíu. Bộ trang phục này trông nó to quá anh em. Di chuyển cảm giác nó rất là nặng nề. Hello. Uầy, làm gì mà đã kêu nhau nhanh thế, anh lại sợ chú quá cơ. Ủa anh em ơi, bây giờ làm sao đây? Xuống đây solo bạn ơi. Mình lên trong tình huống này thì nó khá là bất lợi, nên là có lẽ là Kẹo sẽ không lên đâu. À đây này. Ủa, làm sao đấy hả? Mày làm sao? Tuổi gì? Thích chơi Kẹo không hả? Lên luôn vả nó bây giờ. Ủa vãi. Vãi thằng bé đâu đấy nhở? Sao lại thế nha anh em? Nó ngay sau bóng keo ấy. Kiểu này nó lại đứng ở trên nó dình mình rồi. Khó nhai vãi anh em. À đây đây. Đúng rồi. Ui, bây giờ là mình đi cắn trộm nó luôn này. Ngồi canh anh đấy hả? Anh đi cắn trộm chú xem là chú làm gì anh. Ui, thằng này đang còn non và xanh lắm anh em. Ok. Mình không dám chạy thẳng lên vì dễ vỡ đầu lắm. Nào. À thằng bé thì không ngồi đấy nữa rồi anh em ơi. Nó thông minh hơn rồi. Tưởng là vẫn ngồi đấy thì đúng là dân chơi. Ui, làm sao đây? Anh lại sợ chú quá cơ. Có giỏi xuống đây em. Có giỏi xuống đây solo với Kẹo này. Thằng bé khôn lắm anh em, mình đã không ngồi ở cái chỗ cầu thang nữa rồi. À đây này. Ui, ngáo VL luôn. Thật ngáo thế. Đùa đậu xanh. Chơi thằng này mệt ghê á. Không hiểu luôn. Thằng bé kiểu cứ ngồi ở chỗ đấy, nó ngồi canh tôi anh em ơi. Và ai thật. Xuống đây solo đi bạn ơi. Để mình chạy xung quanh nãy giờ cực ghê vậy. Đây anh em, chắc là Kẹo đứng tại đây thôi. Chờ nó qua nhá. Thằng này đứng đây chờ nó qua nhá. Vãi nhậu này chơi tiểu thế. Hello. Ui. Vai. Chết. Như này chết tôi anh em ơi. Cái kiểu này là kiểu đang canh thằng ở phía sau, tự nhiên thằng phía trước bắn. Vai luôn. Sợ thật. Ui, tông hồng này. Ghê vậy anh chơi. Yes. Tuổi gì? Dăm ba thằng trẻ trâu anh em ơi, tính chơi Kẹo là hơi khó nhá. Ui, vai. Gì đấy? Đông thế này anh chơi. Ui nữa hả? Vai hả? Sợ nó quá luôn anh em. Rồi anh em ơi, bình tĩnh nha. Đùa chứ. Đứng tạm đây nha anh em. Căng quá nhở. Tầm này là giống như kiểu là mình bị bao vây luôn anh em ơi. Bao vây tứ phía luôn. Khổ ghê. Chẳng biết chạy đâu nhở. Thôi thì chạy xuống dưới này cho nó lành. Từ đầu trận đến giờ mới được có 2 kill này. Ui, lát hả? Kill thứ 3 luôn. Ngon. Vừa nói phát thì chắc là ông trời thưa anh em ấy, nên là tự nhiên có thằng đâu ra nó thoát game hay là nó mất mạng hay sao ấy. Nó treo máy anh em. Thế nên là bắn nó cực kỳ đơn giản luôn. Kill thứ 3 nhở. Anh em thấy nhàn không ạ? Và thêm một điều nữa là dùng cái giả lập LD Player này bắn nó rất là sướng. Mỗi tội là nó có thể là nó hơi nhạy một tí anh em ơi. Vì là cái độ nhạy của chuột máy tính thì nó khác độ nhạy trên điện thoại mà. Anh em có thể là chỉnh lại nhá. Chỉnh cái độ nhạy của chuột máy tính nó lì xuống một tí thì các bạn chơi game nó sẽ dễ hơn. Rồi nhá. Ok. Màn hình lớn thế này anh em nhìn địch nó dễ cực kỳ luôn. Và đặc biệt là hình ảnh nó cực kỳ là ngon.
Chơi game Free Fire trên máy tính cực kỳ mượt mà với The Day Player, anh em thấy không ạ? Từ nãy giờ kẹo chơi thì không hề xảy ra một cái tình trạng giật lag gì cả. Trong khi thì mình vừa chơi game, mình vừa quay video màn hình. Cấu hình máy tính của mình thì nó khá là bình thường thôi. Đó, anh em thấy không ạ? Chơi game khá là ngon luôn. Ui, xuống nha. Đây, làm sao? Cơ bản là mình đang đợi cái vùng đen G, anh em ấy, bom đang rơi. Nên là kẹo đâu dám ra ngoài đâu. Ra ngoài tầm này thì sợ bị sanh mộ lắm nên là không dám. Ok, tiến lên phía trên nào. Tiến lên trên này kiếm kill thôi. Ê, hello hello, ở đây có ai không đây? Ui, chưa thấy ai. Ui, vai. Chưa thấy quần què anh em ấy, lại là cái thằng lúc nãy. Khổ lắm cơ. Mấy thằng chuyên giúp nhà chơi game kiểu này thì đúng là mình lạy các bạn luôn. Thật luôn. Chơi game kiểu gì mà chơi game không chơi toàn ngồi giúp nhà. Đây có phải là game giúp nhà đâu ông ơi, đây là game sinh tồn cơ mà. Khổ lắm anh em nhở. Và nếu anh em thấy video của kẹo hay thì các bạn đừng quên là nhấn nút like và chia sẻ cho video nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều này. Vãi. Thằng kia ngồi trên nhà nó canh mình. Ui, sợ các bạn quá cơ, thật luôn ấy. Các ông có giỏi các ông xuống đây solo đi này. Khổ, toàn ngồi giúp trên nhà. Hôm nay gặp quả trận đấu khổ nạn vãi anh em ơi, không có mìn. Thằng này nó không gài mìn. Ok ok, chắc là mình cũng chẳng lên đâu. Ai dạy gì lên anh em ơi, lên trên đấy cống mạng cho chúng nó à. Đơn giản thì anh em đứng ở trên bắn, anh em bật xuống dưới rất là dễ vuốt headshot. Nên là kẹo chẳng dại. Ok anh em, 16 người chơi nữa. Tầm này thì mình lượn lờ qua khu khác cho nó lành anh em ơi. Đang còn rất là nhiều người chơi và đi solo với bọn ở ngoài thích hơn anh em. Chứ còn là bảo là solo với mấy thằng ở trong nhà, mấy thằng thủ nhà thì thôi xong. Chắc là vứt game đi anh em. Chơi gì với mấy thằng đó nhở. Đây mọi người, hiện tại thì mình đã chạy ra phía ngoài này rồi. Và một câu trả lời đó là rất là vắng luôn. Đồ đạc hiện tại thì mình quá ngon rồi anh em. Chúng ta có mũ 3 này, chúng ta có giáp 3 này và ba lô 3 luôn. Ơ cơ mà nếu mà lượng được thêm giáp chống nổ nữa thì nó lại ngon hơn, phải biết đúng không nào. Hôm nay thì vẫn làm combo súng quen thuộc, kẹo chơi Scar với MP40 nha. Ui, mày đúng không treo qua đây hả? Vãi, dựng bóng kèo cả. Ăn nổi anh không? Trời ơi, ai lại chơi thế này? Bu cắp treo qua đây thì chú không tuổi để sống rồi. Mình là mình không có lựu đạn anh em. Khoai phết nhở. Này, làm sao? Ui, này, làm sao? Chạy đâu Hải em ơi. Ui, làm sao đấy? Qua luôn anh em, mày ăn nó luôn này. Làm sao? Chạy đi em. Yes, ngon luôn, 4 kill. Và thằng này thì nó không có nhiều trang bị ngon. Đơn giản thì mình đã loot gần full mất tiêu cái ba lô rồi. Lúc này thì với 7 túi máu mình nghĩ là sẽ ổn và đủ để cho kẹo dùng trong suốt cả trận đấu luôn. Rồi nha anh em, lên tận 8 túi máu luôn, anh em thấy đủ gấu chưa? Tiếp tục let's go nào. Quay trở lại vị trí trên này. Và ai bắn kinh thế bạn ơi? Ai đấy? Ai chơi mình kinh vậy? Sợ thật đấy. Khổ lắm cơ. Và phải nói là anh em kill nhau rất là nhanh luôn. Còn lại mình một người chơi. À, lại thủ nhà. Toàn mấy thằng thủ nhà hôm nay chơi game đen quá anh em ơi. Kẹo đang test giả lập trên máy tính thôi mà anh em. Đó, giả lập Free Fire chơi thử tí thôi mà mấy ông này bắn kinh thật. Ui ui, vãi. Và anh em thấy không ạ? Lúc mà anh em thao tác từ bàn phím lên giả lập Free Fire trên máy tính LD Player ấy, thì nó rất là nhanh, nó rất là nhạy. Và cái cảm giác anh em delay là không có. Anh em nhấn một phát là ăn luôn anh em ơi. Các bạn thấy kẹo không ạ? Di chuyển cực kỳ là nhanh. Cái lúc mà địch bắn thì mình di chuyển bét ra xua luôn anh em ơi. Anh em thấy ngon không ạ? Này. À, đây rồi. Ui, full set đỏ luôn cả. Vãi hàng thật. Qua đây solo, nó full set đỏ còn mình lại xài khủng long xanh. Ui, vãi, đùa nhau này. Tính nhảy lên để vớt headshot anh á. Anh lại sợ chú quá cơ. Số nhà mọi người ngồi đây quần máu cho nó chắc ăn này. Ai dại gì nhở? Dại gì ra ngoài tầm này đang nhiều máu mà. Đây, đút sang nó nào. Ui, nhiều đạn tiểu liên phết nhở. Đừng đùa. Số nhà anh em, qua phía này có ai không đây? Kẹo qua đây thì chưa thấy ai cả này. Và nãy giờ thì mình chưa kiếm được cái giáp chống nổ nào luôn. Ui, bo đang thu lại rồi nhá. Như vậy thì bo tầm này sẽ thu lại rất là nhỏ luôn. Ok, có người này. Vãi này. À, dựng bóng kèo nhanh thật. Thôi tranh thủ anh cứ nó 3 củ anh em ấy kiếm tí EP. Thì nó cũng là một phần có lợi cho anh em mà. Rồi nhá. Làm sao? Ui, vãi, vào nhà luôn anh em ơi. Đứng đây canh cho nó là ổn nhất luôn này.
Làm sao? Ui, áo trắng này. Áo trắng có làm anh em lo lắng không nhở? Thực dụng con keo kinh thế. Ui, kinh thật đấy. Làm sao thực dụng con keo không hả em ơi? Này, qua đây em. Ui, đâu rồi? Vãi nhở. Này, thực dụng con keo tình gì thế nhở? Chú tính chạy đâu hả? Khá là khó bắn nói anh em ơi. Lên trên tầng bắn nó tiếp luôn. Tôi lại ngại ông à? Làm sao? Nào, qua đây. Không thấy ai cả anh em ơi. Hình như là nó bị khuất bởi mấy cái bụi cây. Rồi nha. Thế này thì chắc là kẹo sẽ ra ngoài này trước nè. Còn lại bao nhiêu đây? Ba người trận thôi anh em ơi, hóng nào. Đây. Ngon giáp chống nổ nè. Ui, mình đi kiếm nãy giờ. Cuối cùng thì cũng đã có được giáp chống nổ. Và chơi thử M79 nha anh em ơi. Ok luôn. Combo M79 với lại MP40 đây rồi. Hóng thôi anh em. Ui, thằng nào kia. Ok à? Anh cho chủ lên bảng luôn này. Làm sao này? Chạy nổ không em? Viên nữa này. Ui. Nữa nào anh em ơi. Làm sao? Ơ thôi nhầm. Quên chưa đổi sang MP40. Lên bảng này. Thế là phí mất một cái viên đạn M79 rồi. Ê. Thế này chơi gì anh em? À mình ngồi mình quấn máu đã. Ok. Đây quấn cho phun máu đã anh em ơi. Tầm này thì mình chưa nhìn thấy thằng nữa đâu. Ui, bon đang thu lại rồi nè. Let's go luôn. Không sao, cuối cùng thì mình cũng đã bơm phun máu rồi. Rồi nha. Chỉ còn lại một cây súng duy nhất. Đó là MP40. Có chưa đây? À thấy rồi. Thấy rồi, thằng bé ở ngay phía trước mặt luôn anh em ơi. Mình lại xài tiểu liên thế này thì. Ui, vãi thật. Bắn rát thế bạn ơi, thế này chơi gì? Khổ lắm cơ. Hay là mình lại đứng ở đây mình giúp gầm nhờ anh em nhờ. Đứng đây giúp gầm cầu trông có vẻ ngon đấy nhờ anh em nhờ. Có khi thế lại ngon nhờ. Đây tôi đứng tạm đây. Còn lại 9 giây nữa thì Bo đã thu lại rồi. Bo thu sang bên kia cơ hả? Mình biết là nó đang ở trên cầu rồi. Ui, nó chạy xuống rồi hả? Ok. À, nó vẫn đang canh luôn anh em ơi. Thôi thì mình chạy lên trên cầu vậy. Xem làm gì nhau. Ui, đây. Anh em thấy không? Thằng bé vẫn đang canh luôn anh em ơi. Nó cứ chạy vòng lên lại chạy vòng xuống à? Được, hay lắm em ơi. Đây, cầm lựu đạn. Qua cho nó ăn no lựu đạn luôn anh em nhở. Nào, có giỏi qua đây em ơi. À, chạy vào trong á hả? Ok. Ăn lựu đi em ơi, hai trái lựu này. Chạy nhanh. À, thằng bé dựng một keo này, hay lắm. Ok. Ui, bắn ra thế. Thế luôn anh em ơi, giáp nát rồi. Ui, vãi. Gì vậy, nhiều lựu vậy? Chạy luôn anh em ơi, thằng bé này nhiều lựu vậy, ai chơi? Khổ lắm cơ. Đây có mỗi quả lựu chó này, cho chú ăn luôn này. Vãi, lại lựu luôn. Ui, sợ vậy. Còn tí máu thế bạn ơi, khổ lắm. Gì đấy? Nào qua đây solo với kẹo đi. Nào. Cái này là mình hơi vướng cái thành cầu anh em ơi, thôi xong bo thu lại rồi. Chết rồi anh em ơi, bo ra chỗ nó, bo không độ rồi. Ngu người rồi. Thôi, đã bị hạ. Thua game này anh em ơi, thằng bé còn 63 máu. Ê, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em sau nha.